từ Vancouver, Canada, Vũ Nhân. Kính thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, đêm gây quỹ cho phim Thiền Nhân Hành Trình 50 năm của đạo diễn Thanh Tâm tại Vancouver, Canada được một nhóm thân hữu tại đây tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 13 tháng 4. Tâm nghĩ là cái đề tài này nó quan trọng với lịch sử, bởi vì quý vị thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì đã không bao giờ nói đến những cái đề tài này. Và chúng ta, những người có thể ở hải ngoại và có được cái sự tự do thì chúng ta cần phải song phẳng với lịch sử, là một cái điều mà Thanh Tâm, một người làm truyền thông cũng như là một người làm phim, muốn dẫn lại những cái điều mà lịch sử mà Thanh Tâm nghĩ là chúng ta đã chưa nói đầy đủ. Họ đã phải trải qua những cái điều gì để đến được, rồi mới đến được cái sự tự do như hiện nay. Nếu mà quý vị có đến xem phim ngày mai thì sẽ thấy là cái ekip mà để thực hiện cuốn phim này đó lên đến mấy chục người, thậm chí là cả trăm người. Và Thanh Tâm đã phải đi qua châu Âu để phỏng vấn, đi qua Úc và có người ở bên Mỹ nữa. Và ở toàn radar, Thanh Tâm đã đi quay những cái đài tưởng niệm thuyền nhân. Thì cái kinh phí nó rất là cao, Thanh Tâm đã phải mượn tiền của bà con, bạn bè của mình, thân hữu của mình để mà có thể làm phim. Thì để mà có thể đi chiếu ở khắp nơi trong các thành phố có đồng, còn đồng đảo, đồng hương tham dự đó, thì chúng tôi phải có những cái buổi gây quỹ như thế này. Thì đây là cái buổi gây quỹ để giúp cho một phần nào đó kinh phí. Và Thanh Tâm rất là cảm ơn ban tổ chức. Thanh Tâm, em vẫn còn thiếu nợ. Tội nghiệp quá ông, quý vị làm cái chuyện này mà còn phải mang nợ. Thưa quý vị, có đến tham dự đêm hôm nay mới thấy được tấm lòng của đồng hương người Việt tại Vancouver, Canada dành cho đạo diễn Thanh Tâm. Vũ Nhân kính mời quý khán giả chia sẻ những tâm tình sau đây. Tôi tên Tony Vu, là một người Việt tị nạn. Tôi cảm thấy tôi có bổn phận để giúp cho Thanh Tâm thực hiện một cái cuốn phim về thiền nhân. Tôi rất là thích. Tôi kêu gọi mỗi người một tay giúp sức, tại vì không có thể nào mà thí dụ một cá nhân tôi cũng như một số người tại Vancouver có thể giúp được trong chương trình của Thanh Tâm được thành công. Thì tôi khẩn cầu tất cả các bạn, mà nhất là đồng hương Việt Nam đã là người tị nạn, thì chúng ta phải giúp Thanh Tâm được thành công một cái ước nguyện này. Đó là một cái dự kiện lịch sử mà tôi cảm thấy rất là hạnh diện để support. Thanh Tâm có cái ước mơ là cũng như muốn thực hiện cái phim tài liệu này để cho những con em sanh ở Canada hiểu được, nhưng mà không có đủ tài khoản, cho nên Thanh Tâm lấy cái second mortgage trong cái nhà của em ấy để làm cái cuộc phim này, cho nên cộng đồng dùng giúp đỡ cho em. Cho biết quý danh. Chị tên là Mia Vương. Dạ. Dạ, em tên là Kim Chi. Tại vì cái bộ phim Boat Bible này theo em cũng là người đi vượt biên, cũng rất là mất mát, rất là lớn, cho nên cô Thanh Tâm, cô đạo diễn cổ viết lên cái bộ phim, làm lên cái bộ phim này em thấy rất là có ý nghĩa, cho nên em muốn giúp đỡ, muốn lấy hết sức của mình để cống hiến, để cho thế hệ trẻ biết được cái sự ra đi của những người bỏ nước ra đi mất mát như thế nào, gian nan khổ cực như thế nào, để cho thế hệ trẻ biết được. Cuốn phim này nó giúp được cái gì? Cuốn phim này tôi nghĩ là rất là có ích, bởi vì giới trẻ ta hiểu được, như tôi vừa nói đó, là tại sao phải ra đi. Khi những người thắng cuộc họ muốn làm cái gì họ làm. Thứ nhất thì hồi có thể làm những cái mị dân và ra đây làm những cái mà tuổi trẻ không hiểu gì hết, họ bị hiểu sai lệch đi hết tất cả. Chỉ có một chiều thôi. Và chúng ta còn lại những người đi trước, những người lớn là thế hệ chúng ta, thì làm những cuốn phim như vậy như ngày hôm nay ở đây tổ chức là rất là cần thiết, để mà tuổi trẻ nó sẽ suy nghĩ tại sao lại cái sự kiện này, rồi nó sẽ tự, các cháu sẽ đi tìm hiểu về trong những cái thư viện hay tất cả những cái tài liệu để mà có một cái ý nghĩ đứng đắn, trung thực. Đó là cái lý do mà ông tới đây để giúp cho cái chương trình gây quỹ này, để cho Thanh Tâm có tiền để mà đi các nơi. Dạ, đây là chương trình thì tôi nghĩ người tị nạn nào đã là tị nạn rồi mà mình ra đi là vì cái ý thức hệ, mình muốn cái tự do,
mà nhân bản con người thì nên phải đến có mặt ở những chương trình như vậy. Gần đây thì tôi thấy là trong cộng đồng ở bên Hoa Kỳ có xuất hiện một số phim ảnh, và hầu như đó là những phim ảnh nó không có một giá trị nào về vấn đề lịch sử, tức là những phim giải trí thì nó nhiều hơn hầu như, mà nó lại thiếu vắng đi những cái phim có giá trị lịch sử. Những cuốn phim mà để lại những bằng chứng, những sự thật cho hậu thế. Hiện nay thì không có nhiều người làm, và Thanh Tâm là một trong những người trẻ đang làm việc đó. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ, bên cạnh cái ủng hộ tinh thần thì nên ủng hộ vấn đề tài chính để Thanh Tâm tiếp tục có những cái tác phẩm cho chúng ta, cho những thế hệ sau về một sự thật của một giai đoạn lịch sử. Đó là mình là người tị nạn đã vượt biên qua đến Canada này, thì bây giờ thấy Thanh Tâm tổ chức thì mình phải ủng hộ, cũng Thanh Tâm thôi, chắc chắn là phải ủng hộ. Mình xin kêu gọi các cộng đồng, tất cả người Việt khắp nơi trên thế giới để ủng hộ một bàn tay, để góp phần giúp Thanh Tâm có một ngân sách, ngân quỹ để mà trang trải xây dựng cái bộ phim này. Bộ phim này tại vì rất có ý nghĩa cho người Việt, nhất là người Việt mà mình đã vượt biên vượt biển sang qua đất nước tự do này. Dạ, mình tên là Trí Liêm. Dạ. Đây là những cái việc làm rất là ý nghĩa, và theo như em nghĩ là có nhiều người không có biết về những cái chuyện nó xảy ra đối với về chính trị, và họ chỉ quan tâm đến cái vui chơi thôi. Nhưng mà cái này cũng là một cái rất có ý nghĩa. Dạ, tuy là nhà em thì không có tị nạn qua bên đây, nhưng mà cái thế hệ trước của gia đình của em là đã qua đây bằng tuyển nhân, cho nên là em rất là thích cho những cái chương trình như vậy. Dạ. Tôi là cũng là lý do là tôi cũng là một người tị nạn đi vượt biên, cho nên tôi có mặt ngày hôm nay. Thì tôi chỉ kêu gọi là nếu mà là người Việt thiền nhân thì mình phải có trách nhiệm là ủng hộ, đi đến, nghĩa là những cái lịch sử, nghĩa là để cho thế hệ sau. Đó là cái ngày hôm nay, tôi có mặt ngày hôm nay. Dạ. Mình có không quên rằng là chính mình là một thiền nhân, mình ra đi để tìm tới đây, tới cái vùng đất tự do, và được Canada giúp đỡ, và trong những khó khăn mình trở lại cái ngành bác sĩ của mình. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái kỷ niệm đó không bao giờ quên được. Thưa là bởi vì như thế này, là tất cả những cái công việc mà mình làm á, thì phải có tiền, như người ta nói là phải có thực mới vượt được đạo, phải không ạ? Thành ra mình cần phải có sự đóng góp của cộng đồng, của đồng bào, để mà cô Thanh Tâm có thể thực hiện được những cái ước mơ của cô nói riêng, mà những cái ước mơ của những người thế hệ trước. Giống như tôi cũng là một người tị nạn. Rồi cái ước mơ của chúng tôi là hy vọng là con cháu chúng ta không quên được là tại sao, lý do nào chúng ta có mặt ở đây. Cô, xin cô cho biết quý danh. Dạ thưa, tôi tên là Tammy Đào. Tại vì chúng tôi là bên đài phát thanh Lạc Việt ở tại BC. Dạ, thì có phỏng vấn cô Thanh Tâm, và chúng tôi thấy cái lý tưởng, cái hoài bão và cái việc làm của cô rất đáng được trân trọng. Thật sự mà nói đó, chúng tôi rất là buồn khi thấy mà Cộng sản Việt Nam đã gọi là thay đổi cái lịch sử, mà lịch sử thì không bao giờ có thể thay đổi được. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta để mà giúp cho những cái bộ phim của Thanh Tâm hoặc là của bất kỳ ai trên thế giới mà làm về hành trình tìm tự do, thì tôi nghĩ rằng là ở tại cái thành phố mình ở tại cái tỉnh bang mình ở, mình phải cố gắng để mình giúp cho cái việc này được thành công. Cái cuốn phim này, cái bộ phim tài liệu này, nó sẽ là một cái để cho giới trẻ họ nhìn thấy những cái gì mà chúng ta đã trải qua, và họ sẽ cảm ơn chúng ta vì những cái điều mà chúng ta đã làm. Tại vì nếu không có cuốn phim này, tôi không nghĩ ra các em nó hiểu rõ về cái hành trình vượt biên của chúng ta như thế nào, và lý do tại sao chúng ta lại phải bỏ nước ra đi. Thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là cái chi phí để mà Thanh Tâm đi khắp nơi chiếu phim, mang cuốn phim này đến với cộng đồng của người Việt tại hải ngoại thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là nếu như mà ở những cái địa phương mà Thanh Tâm đến có được cái mũi gây quỹ như thế này thì rất là giúp đỡ cho Thanh Tâm rất là nhiều, để bớt đi một gánh nặng cho những người làm nghệ thuật như chúng tôi. Quý vị cũng biết là trong cái thời gian qua, khi mà Thanh Tâm thực hiện cuốn phim này thì cái vấn đề về tài chính đã rất là eo hẹp, cũng như là phải một cái gánh nặng mà nó làm cho Thanh Tâm có nhiều lúc gần như là muốn bỏ cuộc. Cho nên là cộng đồng yểm trợ như vậy và giúp đỡ hết lòng như vậy thì làm cho Thanh Tâm rất là cảm động.
Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SPTN từ Vancouver, Canada.